Cách đây khoảng nửa năm gì đó trở lại đây, khi mà chúng ta đăng video lên YouTube sẽ có một phần đó chính là nội dung đã bị chỉnh sửa. Có bất kỳ điều nào dưới đây mô tả nội dung của bạn thì ở đây có hai lựa chọn, một là có, hai là không. Và mình thấy là có rất nhiều bạn đang loay hoay không biết là lựa chọn cái nào sao cho đúng. Loay hoay là đúng rồi, bởi vì là một khi luật đã ra, chúng ta mà không tuân thủ đúng thì thường là sẽ nhận về những cái kết không vui vẻ. Nếu mà nhẹ thì có thể khiến video mất đề xuất, không có view. Sau này nếu mà YouTube mạnh tay hơn nữa, có thể là xóa video, cho ăn gậy, thậm chí là xóa kênh. Đó, cho nên là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu kỹ và tuân thủ làm sao cho đúng nha. Chính bản thân mình cũng đã từng như vậy thôi, đã từng rất loay hoay, không biết là video mình đăng lên sẽ phải lựa chọn như thế nào. Cho nên là mình đã dành rất nhiều thời gian để mà tìm hiểu, đọc kỹ giải thích của YouTube, cũng như là hỏi các YouTuber khác, xem các video giải thích của rất nhiều người khác, kể cả Việt Nam và nước ngoài. Và sau cùng thì mình cũng nắm được kha khá, cho nên mình sẽ làm video này để mà giải thích lại theo cách hiểu của mình, cũng như là những gì mình tìm hiểu được từ nhiều người khác nhé. Và sau đó thì mình sẽ lấy một vài ví dụ về một số trường hợp cụ thể. Nội dung nào thì chúng ta sẽ phải lựa chọn là có, còn nội dung nào thì chúng ta sẽ phải lựa chọn là không nhé. Thực ra thì về cái này, YouTube cũng đã có một trang giải thích về việc này rồi. Đây, không biết là anh em đã đọc chưa? Nếu mà chưa đọc thì các bạn hãy vào đọc nhé. Bắt buộc phải đọc phần này để mà các bạn hiểu rõ về YouTube nói chính sách này như thế nào. Tuy nhiên thì về chính sách này, YouTube cũng nói khá là chung chung, hơi khó hiểu đối với một số trường hợp vẫn chưa được rõ ràng. Một số trường hợp chúng ta vẫn phân vân không biết là lựa chọn cái nào sao cho đúng. Vì vậy cho nên là mình làm video này để mà phân tích lại theo cách nhìn của một người sử dụng nhé. Để anh em có thể tham khảo, hy vọng là sẽ dễ hiểu hơn. Và các bạn cũng cần lưu ý là thông tin trong video này chỉ mang tính tham khảo, bởi vì là mình cũng chỉ chia sẻ theo cách hiểu của mình, không đảm bảo là sẽ chính xác 100% đâu. Nhìn chung thì nguyên tắc này là thế này. Do hơn một năm trở lại đây, công nghệ AI quá là phát triển, cho nên là nhiều người sử dụng công nghệ AI, các công cụ AI để mà tạo ra các hình ảnh, các video chân thực, khiến cho người xem không biết đó là nội dung thật hay là nội dung ảo. Đôi khi có thể khiến cho người xem hiểu nhầm. Đôi khi có những nội dung nhân tạo được tạo ra không có thật nhưng mà lại khiến cho người xem tưởng đó là sự thật, hiểu lầm về nội dung cũng như là hiểu lầm về một số thông tin không đúng sự thật. Cho nên là để tránh điều này, YouTube yêu cầu chúng ta phải công bố những nội dung như vậy, những nội dung mà nó rất là chân thực, rất giống thật nhưng mà thực ra nó lại không phải thật, nhằm mục đích là giúp cho người xem có thể hiểu được những nội dung mà họ đang xem có phải là thật hay không, như vậy thôi. Tức là khi mà chúng ta chọn có thì có nghĩa là chúng ta đang công bố cho YouTube cũng như là cho người xem hiểu rằng trong video này có chứa một phần nội dung được tạo ra rất chân thực nhưng mà không phải thực tế, không thực sự diễn ra. Nó là như vậy. Còn chúng ta lựa chọn là không thì không có điều gì cả. Đây là một nội dung chân thực hoặc là nó rất rõ ràng rồi. Không cần phải công bố gì thì chúng ta sẽ lựa chọn là không. Như vậy thôi. Do vậy cho nên là khi bạn có những đoạn video hoặc là hình ảnh hoặc là âm thanh được tạo ra trông như thật, có thể khiến người xem hiểu nhầm đó là cảnh thật, người thật, giọng nói thật của một ai đó, thì chúng ta sẽ cần phải công bố nhé. Tức là chúng ta phải chọn là có. Còn đối với tất cả những cảnh quay hình ảnh thực tế có trong thực tế chúng ta quay ra thì chúng ta sẽ không cần phải công bố, tức là chúng ta sẽ lựa chọn là không. Hoặc là đối với những cảnh quay hình ảnh được AI tạo ra hoặc là dùng các phần mềm chỉnh sửa chế ghép lại nhưng khán giả có thể thấy rõ ràng đó không phải là thật, hoàn toàn không giống thực tế, không có trong thực tế thì chúng ta không cần phải công bố, có nghĩa là chúng ta vẫn có thể lựa chọn là không. Tóm lại là tất cả những gì nó không thực tế nhưng mà chúng ta chế ghép, tạo ra, trông như sự thật có thể khiến người xem hiểu nhầm, đó là cảnh thật, hình ảnh thật hoặc là âm thanh thật thì chúng ta sẽ cần phải công bố. Còn những thứ mà nó rất rõ ràng rồi, người xem hiểu rằng đó là cảnh thật mà thực tế đó là cảnh thật, hoặc là những cảnh rất rõ ràng đó là tạo ra, không giống với thực tế thì chúng ta cũng không cần phải công bố nhé. Nói như vậy thì có vẻ cũng khá là khó hiểu, cho nên là mình sẽ đưa ra một số ví dụ về một số trường hợp cụ thể như sau. Đây, mình đã lập ra một số ví dụ về một số trường hợp cụ thể chúng ta thường gặp và đang thắc mắc không biết là lựa chọn có hay là không. Lập thành một bản như thế này. Nếu bạn nào muốn có bản này thì các bạn có thể tải về nhé. Mình sẽ để ở mô tả video. Cụ thể như sau. Video tự quay thì chúng ta sẽ lựa chọn là không, bởi vì đây là nội dung chân thực,
không có sử dụng công cụ AI hay là chỉnh sửa đáng kể nào để thay đổi bản chất của video. Ví dụ 2, bạn đi lên mạng lấy video của người khác về chỉnh sửa bằng cách cắt ghép một số đoạn để ghép thành một video, tức là dạng làm video bán content hoặc là dễ up lại video người khác ấy, thì chúng ta cũng lựa chọn là không. Bởi vì lý do là nếu bạn chỉ ghép các đoạn video mà không chỉnh sửa đáng kể theo cách khiến người xem hiểu nhầm, bạn không cần phải công bố. Ví dụ thứ ba, video công bố một bức ảnh ghép mạng của tôi, tức là ghép mạng của bạn chẳng hạn, vào một người khác đang ôm một cô gái xinh đẹp và không giải thích gì, thì cái này chúng ta sẽ cần phải công bố nhá, tức là lựa chọn là có. Bởi vì việc ghép mạng của bạn vào thân thể của một người khác mà không giải thích có thể khiến người xem hiểu nhầm, đó là thực tế. Còn trường hợp mà các bạn ghép rất là dở, trông nó nhìn phát là biết ghép ngay thì lại có thể không cần công bố nhé. Trường hợp tiếp theo cũng là công bố một bức ảnh ghép mạng của bạn vào thân thể của một người khác đi, đang ôm một cô gái xinh đẹp và có cho khán giả biết đó là hình ảnh ghép. Tức là trong video các bạn có thể nói rõ là đó là ảnh ghép hoặc là các bạn quay về quá trình cắt ghép hình ảnh đó chẳng hạn, thì các bạn sẽ không cần phải công bố nhé, tức là chọn là không. Lý do là bạn đã thông báo cho khán giả biết đây là ảnh ghép, do đó đã tuân thủ yêu cầu công bố của YouTube. Đó. Trường hợp tiếp theo là một bức ảnh hoặc là video chân thực về một người được AI tạo ra giống 100% một người có ở ngoài đời thực, thì cái này đương nhiên là các bạn sẽ cần phải công bố rồi, chọn là có rồi. Bởi vì việc tạo ra hình ảnh hoặc video của một người có thật bằng AI có thể khiến người xem hiểu nhầm về hành động hoặc là lời nói của người đó. Đó. Ví dụ như các bạn tạo ra một nhân vật AI giống hệt như tôi, xong các bạn sử dụng nhân vật đó đi nói linh tinh hoặc là làm những mục đích có thể gây hại cho tôi, thì đương nhiên là nó rất là nguy hiểm, cho nên là chúng ta sẽ cần phải công bố để người xem có thể hiểu được rằng đó không phải là người thật. Kiểu vậy. Trường hợp tiếp theo cũng là một bức ảnh hoặc là video chân thực về một người được AI tạo ra giống 100% người thật nhưng không phải là một cá nhân ngoài đời thực. Tức là các bạn tạo ra một nhân vật nào đó rất giống người thật nhưng mà không giống ai ở trên thực tế cả, thì cái này cũng cần phải công bố nha. Tức là cũng phải lựa chọn là có nha. Lý do, mặc dù là người này không tồn tại trong thực tế nhưng mà hình ảnh hoặc là video trông rất chân thực có thể khiến người xem nghĩ rằng đây là một người thật. Đó, cho nên là chúng ta cần phải công bố. Trường hợp tiếp theo cũng là một bức ảnh hoặc là video chân thực được AI tạo ra về một địa điểm giống như địa điểm có thật trong thực tế, thì chúng ta phải lựa chọn là có nhá. Lý do, nếu nội dung được AI tạo ra về một địa điểm có thật nhưng có thể chứa thông tin không chính xác hoặc bị chỉnh sửa đáng kể, bạn cần công bố để người xem biết đây là nội dung đã được tạo ra hoặc chỉnh sửa. Trường hợp tiếp theo, một bức ảnh hoặc video chân thực được AI tạo ra về một địa điểm lạ trông giống hệt như địa điểm có thật nhưng không có trong thực tế, cái này thì cũng cần phải công bố nha. Lý do là nội dung này trông rất chân thực về một địa điểm không tồn tại trong thực tế nhưng hoàn toàn có thể khiến người xem hiểu nhầm rằng địa điểm này có thật, cho nên là chúng ta cũng có thể phải công bố. Tiếp theo là một bức ảnh hoặc một video chân thực được AI tạo ra về một địa điểm lạ trông như trong mơ hoặc như trong phim viễn tưởng mà không có trong thực tế, cái này thì không cần phải công bố nha, tức là chọn không trong hầu hết các trường hợp. Lý do, nếu nội dung của bạn không khiến người xem tin rằng địa điểm này tồn tại trong thực tế thì bạn không cần phải công bố. Đó. Trường hợp thứ 10, một bức ảnh hoặc một video chân thực được AI tạo ra về một con vật huyền thoại không có trong thực tế, chọn không. Lý do, việc tạo ra hình ảnh hoặc video về sinh vật huyền thoại rõ ràng là không có thật và người xem thường không hiểu nhầm đây là thực tế. Trường hợp tiếp theo, video sử dụng giọng AI giống hệt như giọng nói của một ai đó có ở ngoài đời thực tế, cái này phải chọn là có nha. Lý do là sử dụng AI để tạo ra giọng giống hệt một người có thật có thể khiến người xem tin rằng người đó thực sự nói những điều trong video. Trường hợp tiếp theo, video sử dụng giọng đọc AI y hệt như giọng thật nhưng không giống giọng của bất kỳ người nào cả,
hoàn toàn là giọng AI tạo ra chứ không nhân bản từ giọng thật của một người khác. Cái này thì các bạn lại không cần công bố. Bởi vì là nếu giọng đọc AI không bắt chước giọng của người có thật và không khiến người xem hiểu nhầm rằng đó là giọng của một cá nhân cụ thể thì chúng ta không cần công bố. Tuy nhiên thì nếu giọng đọc này sử dụng để giả mạo một chuyên gia hoặc là một người có uy tín thì các bạn nên công bố nhé, để tránh gây hiểu nhầm. Trường hợp tiếp theo, video kể một câu chuyện không có thật nhưng kể như thể là có thật, không cụ thể về một ai đó hoặc là một địa điểm cụ thể nào đó. Cái này các bạn không cần công bố. Lý do là nếu câu chuyện không liên quan đến cá nhân hoặc địa điểm cụ thể và không gây hiểu lầm nghiêm trọng, bạn có thể không cần công bố. Tuy nhiên, để tránh gây hiểu lầm cho người xem, bạn nên rõ ràng đây là một câu chuyện hư cấu. Tức là có thể trong video có thể cho khán giả biết đây là câu chuyện hư cấu chẳng hạn. Trường hợp tiếp theo cũng là video kể một câu chuyện không có thật nhưng kể như thể là có thật về một ai đó hoặc là một địa điểm cụ thể nào đó. Cái này đương nhiên là các bạn phải chọn là có rồi. Bởi vì là kể một câu chuyện không có thật về một người hoặc một địa điểm cụ thể có thể gây hiểu lầm và lan truyền thông tin sai lệch về họ. Trường hợp tiếp theo, sử dụng AI để nâng cấp chất lượng video cũ lên độ phân giải cao hơn. Đương nhiên là chọn là không rồi, không cần công bố. Bởi vì không làm đáng kể, không làm thay đổi nội dung theo cách có thể khiến người xem hiểu nhầm. Trường hợp tiếp theo là sử dụng AI để mà tạo ra hình ảnh minh họa cho video về một chủ đề khoa học viễn tưởng, không cần công bố. Nếu người xem có thể nhận biết đây là nội dung giả tưởng hoặc không có thật, bạn không cần công bố. Trường hợp tiếp theo, sử dụng AI để mà tạo ra video hoạt hình. Cái này thì hầu hết là không cần công bố, bởi vì nội dung rõ ràng là hoạt hình, không có thật. Trường hợp tiếp theo, sử dụng AI để mà tạo ra video tin tức về một sự kiện không có thật. Cái này phải công bố nha, phải chọn có nha. Lý do là tạo ra nội dung tin tức giả mạo có thể khiến hiểu nhầm nghiêm trọng và lan truyền thông tin sai lệch. Bạn cần phải công bố để người xem biết đây là nội dung hư cấu. Trường hợp tiếp theo, dùng AI để mà tạo ra một cuộc phỏng vấn giả giữa bạn và một người nổi tiếng mà thực tế cuộc phỏng vấn đó không diễn ra thì chúng ta sẽ cần phải chọn có nhé. Bởi vì việc này có thể khiến người xem tin rằng cuộc phỏng vấn là có thật, bạn cần phải công bố để tránh gây hiểu nhầm. Trường hợp tiếp theo, sử dụng AI để mà tạo nhạc nền cho video. Cái này sẽ không cần công bố, bởi vì là nhạc nền do AI tạo ra không ảnh hưởng đến tính chân thực của nội dung và không gây hiểu nhầm cho người xem. Trường hợp tiếp theo là sử dụng AI để mà tạo ra một bài hát có lời. Cái này thì lại phải công bố nhé, phải chọn là có nhé. Bởi vì việc tạo ra một bài hát có lời bằng AI có thể khiến người xem hiểu lầm rằng bài hát được sáng tác hoặc biểu diễn bởi con người, trong khi thực tế nó được tạo ra bởi công nghệ AI. Trường hợp tiếp theo, chỉnh sửa khuôn mặt của bạn để trông trẻ hơn hoặc già hơn bằng AI. Chẳng hạn như là sử dụng CapCut để mà làm đẹp cho khuôn mặt ấy, cái này không cần công bố nha. Bởi vì đây là chỉnh sửa mang tính thẩm mỹ, không thay đổi nội dung theo cách khiến người xem hiểu lầm về sự kiện thực tế. Trường hợp tiếp theo, dùng AI để mà giả lập giọng nói của một người nổi tiếng trong một video hài hước hoặc châm biếm. Cái này sẽ cần phải công bố nhé. Lý do, dù mục đích là hài hước, bạn vẫn cần phải công bố vì giọng nói của người nổi tiếng có thể khiến người xem hiểu nhầm về sự tham gia của họ. Trường hợp tiếp theo, tạo video quảng cáo sản phẩm với người đại diện là AI tổng hợp dựa trên nhiều khuôn mặt có thật. Cái này cần phải công bố nhé. Bởi vì nhiều nhân vật trông như người có thật thì có thể khiến người xem nghĩ rằng đó là một cá nhân có thật. Trường hợp tiếp theo, sử dụng AI để mà tạo giọng nói của một người đã qua đời để mà đọc thơ hoặc là đọc truyện. Cái này cần phải công bố nha. Bởi vì là việc tái tạo giọng nói của một người đã mất có thể khiến gây xúc động mạnh và gây hiểu lầm. Trường hợp tiếp theo, dùng AI để mà tạo hình ảnh hoặc là video về một sự kiện lịch sử không có thật. Cái này chúng ta cũng cần phải công bố nha, chọn là có nha. Bởi vì có thể khiến người xem hiểu lầm, hiểu sai về lịch sử. Trường hợp tiếp theo, sử dụng AI để mà tạo hình ảnh sản phẩm giống hệt sản phẩm có thực
Ví dụ như là các bạn bán hoa quả nhưng mà các bạn lại không chuẩn bị kinh nghiệm về hoa quả, cho nên các bạn dùng AI để mà tạo chẳng hạn thì sẽ chọn là có nha. Bởi vì người xem có thể hiểu lầm rằng đó là ảnh chụp thật của sản phẩm. Trường hợp tiếp theo, dùng AI để mà thay đổi biểu cảm khuôn mặt của một người trong video. Cái này cũng cần phải là chọn có nha. Nếu như thay đổi biểu cảm có thể gây hiểu lầm về mặt cảm xúc hoặc là phản ứng của người đó. Còn làm đẹp bình thường thì không cần, nhưng mà thay đổi biểu cảm, ví dụ như trong đám tang chẳng hạn, các bạn thay đổi biểu cảm của một người đang khóc, các bạn lại biến thành đang cười chẳng hạn, thì nó sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Trường hợp tiếp theo, video thực hiện thí nghiệm khoa học nhưng sử dụng AI để mà tạo ra kết quả không có thật. Cái này cũng cần phải công bố nha, chọn là có. Video quay cảnh thực nhưng chỉnh sửa màu sắc bầu trời bằng AI để trông đẹp hơn, không cần công bố, tức là chọn là không. Trường hợp tiếp theo, video review quán ăn có xuất hiện logo của quán hoặc là logo của một thương hiệu nào đó của người khác. Cái này cũng không cần phải công bố đâu. Lý do là việc quay lại logo là hình ảnh thực tế, không qua chỉnh sửa đáng kể hay tạo ra bằng công cụ nhân tạo, cho nên là không cần phải công bố nha. Tóm lại, nội dung của bạn được tạo ra hoặc là chỉnh sửa bằng AI theo cách khiến nó trông như thật và có thể gây hiểu lầm cho người xem, thì chúng ta sẽ cần phải công bố. Và việc công bố này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và trung thực, và đồng thời tuân thủ các quy định của nền tảng. Đó, nó như vậy thôi. Mình đã tổng hợp được một số trường hợp như thế này. Còn các bạn mà vẫn còn thắc mắc những trường hợp nào đó thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới video nhé, để mình cũng như là các bạn khác cùng phân tích xem liệu có cần công bố hay không. Tất nhiên thì các bạn cũng cần phải lưu ý là bản này các bạn chỉ nên sử dụng để mà tham khảo, mang tính tham khảo thôi nhé, chứ không coi đây là tài liệu để mà các bạn áp dụng nhé. Bởi vì ở đây mình chỉ xây dựng để mà bên mình áp dụng cho những kênh của bên mình theo cách hiểu của mình mà thôi, sẽ không đảm bảo là hoàn toàn chính xác đâu. Bởi vì là những luận của YouTube này có nhiều cái cũng rất là khó hiểu, chưa chắc mình đã hiểu được hết, cho nên các bạn cũng cần phải rõ ràng là như vậy. Rồi, ok, video này chỉ như vậy thôi. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video bổ ích mới nhất từ kênh Sunjin nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.